cây Honda Lock nha anh em. Honda Lock của Daiwa nha. Đây. Bát Fuji tem vàng nha. Cành Fuji nha. Xứ xám nha. Đây màn hình đây, cây này 2m4 cứng 50 nè. Của Daiwa 2 khúc. Khoan cái này, này anh em xem kỹ khoan nha. Thì cây này 2 da. Nghe nó sẵn 2 da đấy. Cái ngọn nó thì ở dưới đây là sắn 2 da nè. Đây dưới này vẫn sắn 2 da mà trên này thì nó không còn sắn nữa nha anh em, nó sắn vòng nha. Giờ này nó sắn, nó tháp cái sắn vòng trên đây nha. Đó, ở dưới đây là 2 da nha, trên đây là sắn vòng nha. Chú ý nha, chơi thì chú ý. Đấy. Cây sứ. Thì cây này bị hụt tầm 4 đến 5 xăng, 4 xăng, 3 đến 4 xăng nè, đó. Thì hạ cái đầu bu xuống, hụt tầm 4 xăng, đó cỡ đó. Không ảnh hưởng đâu, nếu mà đo thật tự tầm hụt cần 3-4 xăng à. Vẫn là xích môi chè nha, bu vẫn là xích môi chè. Thì cây này thông số của nó là 320g, đọt 2 ly 6. Giá cây này cho anh em là 700k. Luôn ship nha anh em. Whisker 2 da sắn ha, bị hụt xíu nha.